Xin chào mọi người, nhóm mình bao gồm Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Đức Hùng và mình là Đỗ Ngọc Dũng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về đề tài nghiên cứu khoa học của chúng mình, đó là nghiên cứu hệ sinh thái lúa nước của dày nâu theo hướng tiếp cận mô hình hóa dựa trên phương trình và dựa trên tác tử. Dày nâu là côn trùng gây hại bậc nhất trên lúa. Chúng hút nhựa và truyền các virus gây hại, khiến cho sức sống của lúa bị suy giảm và tạo nên hiện tượng gọi là cháy dày. Việc xây dựng các mô hình đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và ứng phó đối với dày nâu. Thì nhóm chúng mình dựa trên các đặc tính sinh thái của lúa và dày nâu, đã sử dụng hai hướng tiếp cận dựa trên phương trình và dựa trên tác tử. Sau đó chúng mình đã thu được 3 mô hình và một số kết luận tính ứng dụng thực tế. Mô hình đầu tiên xem xét hệ động lực lúa và dày nâu có yếu tố phun thuốc trừ sâu. Mô hình đã sử dụng hướng tiếp cận dựa trên phương trình vi phân. Và mục tiêu của nghiên cứu mô hình là tính ổn định và tính rẽ nhánh của hệ động lực dưới sự ảnh hưởng của yếu tố phun thuốc trừ sâu. Mô hình thứ hai chúng tôi đề xuất để nghiên cứu hệ lúa nước dày nâu dành hưởng của yếu tố gió mùa theo hướng tiếp cận dựa trên phương trình. Các kết quả về tính không âm và bị chặn của nghiệm, tính ổn định của các điểm cân bằng và các lý giải về hiện tượng rẽ nhánh được đưa ra. Từ đó, chúng tôi có những cái đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố lên sự phát triển của hệ. Mô hình thứ 3 có cơ sở là cảnh pháp sinh thái, đưa thêm nhân tố trồng hoa với các thửa ruộng. Với mô hình này, chúng tôi dùng mô phỏng đa tác tử kết hợp thống kê dữ liệu, thu thập nhiều thông tin có ích nhằm hỗ trợ quyết định cho người nông dân.